Thưa quý vị, ở đâu có bom mìn, ở đó là cái chết. Những người lính công binh vẫn được ví là người lính thời bình, âm thầm lội ngược dòng sinh tử, xử lý bom mìn góp phần ngăn chặn nỗi đau thời hậu chiến. Thế nhưng lại đã và đang có những người mưu sinh bằng chính tính mạng mình, cưa bom, lấy phế liệu, chứa bom trong khu dân. Điều đáng nói hơn là nhiều chuyên gia cho rằng người Việt liều lĩnh vì một phần việc quản lý từ chính quyền địa phương đang còn nhiều lỗ hổng. Dừng xe ngay trên cầu, chăm chú quan sát, quay video, chụp ảnh. Đó là cảnh tượng diễn ra ở cầu Long Biên, Hà Nội vào cuối năm 2017, khi mà bên dưới, lực lượng công binh đang tiến hành tháo dỡ một quả bom trên sông Hồng. Ở Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, 4.000 người dân phải di rời đi để mà đào một quả bom mà cỡ chừng được 130 cân. Nói thế để biết là trong khi chúng ta đào quả bom ở sông Hồng rất là lớn. Nhưng tại sao lại như vậy? Thì cái đặc điểm của chúng ta là gì? Là người dân mình thì rất hay tò mò. Đấy là một. Thứ hai là bản thân lực lượng chức năng khi làm cái việc này đáng nhẽ phải phối hợp với công an và chính quyền địa phương để mà ngăn không cho người dân tò mò đến gần đấy, bởi không may nó nổ thì ai chịu trách nhiệm? Còn đây là hình ảnh tại làng Quan Độ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào ngày xảy ra thảm họa ngày 13 tháng 1 năm 2018. Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển một xóm làng Bình Yên. Hai người chết, 7 người bị thương, 7 nhà bị sập, đạn bay khắp nơi. Trong bán kính 1,5 km tính từ tâm vụ nổ, hàng trăm nhà dân khác cũng bị hư hại. Mà nguyên nhân là từ một chủ kho phế liệu sống tại làng Quan Độ đã tàng trữ 7 tấn đầu đạn cũ. Trước đó không lâu, vào tháng 3 năm 2016, một vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng do người dân cắt vật liệu nổ bằng đèn kho đã xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khiến 5 người tử vong. Thực tế thì vũ khí bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ấy, luôn luôn là những vật liệu rất là nguy hiểm. Bản thân chính phủ thì cũng đã có quy định rất rõ ràng thành luật rồi đấy. Tức là không được phép là tàng trữ, sử dụng trái phép tất cả những cái vật liệu nổ còn tồn sót lại sau chiến tranh. Thế cái này là tôi nghĩ là chính quyền địa phương, thế rồi bản thân người dân là người ta cũng nắm được hết chứ không phải là không biết đâu. Vì cái này nó có đến 7-8 năm nay rồi, quy định thường xuyên và được nhắc nhở. Trung tướng Soát cũng cho rằng, sự liều lĩnh không chỉ ở những người đánh cược tính mạng của mình với bom mìn, mà chính quyền địa phương đã tạo lỗ hổng cho sự liều lĩnh ấy. Tức là chúng ta cho quyền kinh doanh ở cả những khu vực mà không được phép. Cái này tôi nghĩ rằng là kiểm soát cái ngành nghề kinh doanh của chính quyền địa phương ấy cũng không chặt. Thì đây tôi nghĩ có một cái nguyên nhân, tức là nếu mà nói là nhận thức không phải. Nhận thức là người ta biết chứ không phải không biết. Nhưng mà người ta cố tình làm. Thế thì để một cưỡng chế không cho họ làm ấy, là bàn tay của chính quyền phải ra tay thì phải giải quyết được vấn đề này. Lẽ ra cái vũ khí, các khí tài đó là trong diện phải tiêu hủy, nhưng vậy móc nối với nhau để mua bán đối với các cái cơ sở này thì tôi cho rằng đây là một cái vấn đề hết sức nguy hiểm, và chúng ta tự tạo ra đấy, tự tiếp tay cho các cái hoạt động sản xuất nhưng mà là sản xuất hết sức nguy hiểm. Chúng ta nói đi nói lại, không biết bao nhiêu lần về sự bất cẩn đến mức liều lĩnh, thản nhiên của người Việt Nam. Nhưng có lẽ câu chuyện về quản lý, chính sách từ cơ quan chức năng cũng cần được làm rõ. Bởi nếu như kiểm soát chặt, đúng như quy định, thì không ai có điều kiện để mà liều lĩnh.